Hello, chào anh em nha. Hôm nay mình lại làm một video review cho anh em xem một huyền thoại mang tên là Dark Lord nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm video này ở cái game MU Alpha MU nha. Alpha MU nha. Thì bên này nó có class là Dark Lord. Đây mình show cho anh em xem nha. Đây là ngựa có Dark Lord luôn nha, chứ không phải là ngựa giống như mấy cái game Away hay là game Yonder nha. Đây này, có đạp đất luôn nha. Đó, anh em thấy chất không? Có ai nhớ một thời huy hoàng DL đó không ạ? Cộng mát máu để đi cầm đi đánh công thành không? Đó. Đó. DL là cái chiêu đạp đất con ngựa này á, là tất cả các bọn địch xung quanh nhá là nó sẽ văng ra ngoài hết. Đó. Đó, anh em thấy chất chưa? Chất chơi người giờ chưa? Đáng gì mới chạy đây như vậy? Đây là địa bàn của vui bọn anh. Đó. Ngựa của nó nha anh em ơi. Tắc hâu nha, đó. Đây bây giờ mình show xét đồ cho anh em xem này. Đó. Anh em thấy đẹp không? Mình thấy set đồ này là quá đẹp luôn á. Set đồ này đó. Lót nha anh em ơi. Đó, set lót luôn nha. Đó. Đầy đủ luôn nha anh em ơi. Đó. Quá mạnh luôn. Chỉ số này, chỉ số anh em thấy dinh ben của nó chỉ số không? Cấp 3 này. Quá trời dòng luôn. Gậy này. Ai muốn mua set giống như vậy thì cứ liên hệ mình nha. Đó, em thấy chất chưa? Đây, bây giờ mình sẽ đi đi kiếm kiếm mối lên Arena kiếm mối. Quăng xích bậy bạ chơi. Đó. Ít có lòn mẹ. Ở đây thằng nào đánh em tao? Mà thằng nào mới đánh em tao? Thằng nào mới chặn em tao rồi mà lấy hai kẹo mút của nó. Ít lộn mẹ ra đây. Không thấy thằng nào anh em ơi. Mình phải đi săn lùng nó. Kia là mấy thằng nó treo máy ở cái gui bọn đấy nó hay đứng ở đó nè. Bóp trước đã, không chút xíu rồi mà đi đi giành đi đánh nó mà đâu mà để nó đánh cho sầm mà lờ. Dark Lord này ở cái phiên bản này thì nó mạnh, chỉ số là nó mát hết nha anh em ơi. Đó. Mát rồi nha, đó. Nó mạnh nhưng mà máu nó lại yếu. Đây 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 lúc nãy đưa được đồ mình chưa có cái nón. Giờ đưa lại cái nón cho bạn. Đó. Rồi ok. Bây giờ đây Việt Nam là mình là hay ở trên này này anh em ơi. Đó, bây giờ mình đi kiếm kiếm chuyện đi. Ê cu, lộ nó mày. Ngáo, vô kiếm trước. Ôi, nó chạy mất tiêu. Địt, còn mẹ lúc nãy thằng nào lấy kẹo qua em tao. DK là nó cũng bị có cái set đồ bắn đam anh em ơi. Mối đó mày mày chơi đi. Quăng xích được sao anh em ơi, thấy, thấy ghê không? Hơi bị kinh nhá, Vendo. Mối của nó đánh mình thôi anh em ơi, thôi chạy đi. Là chửi á, này nó chửi cũng kinh lắm. Đi vòng vòng đây coi, còn thằng nào không? Có đứa nào nó bắn ngựa kìa. Màn lốt 6 kìa. Đi rồi. Đừng 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 đừng, mà tao phải đứng ra xa mày đứng là. Rồi chơi. Chết mẹ nó về địa bàn của nó anh em ơi. Về địa bàn của nó, chơi không? Chơi không?
Ê, nó chơi mình, trời ơi, mình lại đứng bỏ chơi không, bà mẹ nó. Chơi luôn đi. Cần gì nữa? Máu kìa. Rồi. Rồi, vô chỗ địa bàn này, mình tao sợ. Bàn này, tao sợ. Ê. Em nó nhân lộn này nha mày. Đây nó vướng bên kia rồi. Mày em đứng mày em bố láo hả? Đánh mày là không in à? Mày lúc nãy lấy kẹo của em tao phải không? Thôi đâu má nó óp luôn à. Đi một vòng nữa coi. Đi có cái chuồng chó bên này coi. Đây không đi được, cái bên này nó không có NPC anh em ơi. Này sắp có event kìa anh em ơi. Chơi người rơi luôn này, đam to lắm mà là chỉ máu yếu thôi, gặp DK mạnh là đứt à. Con nào mới đứng đây ta, giờ này nó off hết rồi anh em ơi. Đây còn mấy ông Việt Nam ở đây, nó đây con mẹ chơi không. Con mòi mình đánh thằng nào thì mình làm cái gì? Con mòi, ít con mòi, lần ra đây, mình phải né nó ra nha mày, nó quay kiếm cái là chết á. Mà đánh nó là mình phải bơm máu, chết mẹ hư đồ rồi. Đi chạy đi đồ má, nó đánh ghê lắm. Thấy không? Quay kiếm, đứng quay kiếm là mình chết luôn á. Tại vì đó mẹ bọn này nó DK nó mạnh lắm. Máu giấy mà. Đây đây đây, từ 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 từ. Quay lại, quay lại. Chết con mày em. Mày đánh em tao. Nó nói cái gì á? Mình phải đi ra đây mình sửa đồ với đó. Đi ra đây mình sửa đồ với không có. À, nó dí mình kìa. Từ từ đừng nóng. Đừng nóng. Phục kích cũng phải có đầu có đuôi em nha. Con mọ lấy kẹo em tao mà được hả? Đâu? Ở đâu? Ố mày sợ mày quá cơ. Đâu? Ê đồ má đây, nó đứng đồ má đứng đây không để ý anh em ơi. Trời ơi, đang đây chú ý cái thằng này. Chạy ra đây, lại chạy ra đây tiếp. Còn mẹ là mình phải bóp lên cái đam, mình đam nó mới to. Cái gì vậy? Tự nhiên chết, lắc xe đây. Nhấn cái nút control mệt quá anh em ơi. Từ đó. Đó. Rửa tội cái đó. Chơi này con. Cái gì vậy? Phản nam chết kìa anh em ơi. Trời ơi. Phải không? Không không phải thằng này. Đây 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 đây. Ý mày mày. Biết Việt Nam hay là nước ngoài nữa. Mày lấy kẹo của em tao. Gặp ai, ai gặp anh Việt Nam nào thì xin lỗi nha, gặp nước ngoài thì chết mẹ rồi. Cái vui Alpha Mu này không biết là có phải Việt Nam không, chết rồi. TL là mà gặp gặp DK mà đứng gần là chỉ có đứt thôi anh em ơi. Ê sao nó đứng yên luôn này, thì phá làng phá xóm mà. Ra đây ra đây ra đây, ý mời ấy. Đánh nhầm
Ấy, anh nhầm rồi, môn cả hội nó lại nó đánh mình chết bỏ em luôn ạ. Giờ cái gì vậy? Nó tự nhiên chết kìa anh em ơi. Ngoài em mệt con mỏi. Đứng từ xa mình bang nó. Ê, sao đường chuyển nó nhanh vậy? Nó chạy qua mình lúc nào luôn á. Nó đứng qua bên mình lúc nào luôn. Đây em chạy ra đây búp rồi đó. Lại hư áo rồi. Đây đúng rồi. Đây thì không ram được. Rồi, chuyển nó lẹ quá. Đó. Thay từ xa mà mình lại chết anh em ơi, kỳ quá. Thôi mình né 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 né. Có làm có xóm đâu. Cái gì vậy? Rồi rồi, ăn hành nha anh em ơi. Để sửa đồ cái đó. Con mòi quấy rối tình dục mày luôn. Chết mẹ ra. Ra nó xoay cái chết anh em ơi. Mình phải chắc phải làm cái bản nó nói gì vậy? L chat. Làm cái bản bơm máu á. Mà nó xoay cái là hết máu luôn rồi. Nó cay cú rồi, cay cú anh em ơi, anh em cay cú rồi. Chơi. Lại phải sửa đồ rồi, nó bắn sói nha mày, nó bắn sói. Lại quay qua kiếm chuyện nó. Đã sợ gì, ré bốc con nào. Nhào vô, chuối. Quăng xích nó, rồi. Cái gì vậy? À, nó đổ máu rồi. Chạy ra đây. Rồi, không kịp luôn. L đúng đánh không lại, có DK anh em ơi. Chữa đồ, nó bắn sói hồi à. Đó là phá xóm trời. Đây, thêm con L nữa. Mẹ chạy đâu. Còn lúc nãy mới kiếm. Trời, nó ra nó xoay cái CV hao, cái gì mà CV hao, đang đánh nhau CV hao. Cái gì vậy? Ai cái chết hả? Để lúc nào mình lại gì đây. Kiếm đi đập thằng DL này, hai thằng DL đập nhau thì... À, tao chưa kiếm chuyện mày, mày là kiếm chuyện tao. Còn mà... Đây đây, đã bơm máu đã, bơm đây nữa. Hỏi em mình nói gì? Hỏi em mình nói gì? DL mình lại không ngán anh em ơi. Rồi, nó off luôn rồi. Rồi. Off luôn rồi. Ít con mày. Đánh thằng DK đánh không lại nha mày. L này cộng điểm vậy thôi, mát điểm hết rồi. Đây L thì mình lại không sợ. Ngựa này thì nó ít chỉ số lắm. Đó. Để mình đeo lấy con sói thử coi. Con sói của nó nữa.
Đây là nguyên bộ của nó nha anh em ơi. Ồ, nó có hóa chất luôn. Vậy kết hết mỗi cây cây trượng của nó này. Trượng vãi đái luôn. Thôi trên này nó vắng quá anh em, bây giờ này nó vắng quá. Đi phá làng phá xóm được. Thôi mình nên dừng clip ở đây nha. Anh em ai muốn mua đồ bên Alpha này thì chỉ liên hệ với mình nha. Liên hệ vào fanpage nha. Thì có gì liên hệ fanpage mình trả lời nha. Đồ gì cũng được nha anh em ơi. Mình sẽ liên hệ bên admin mình lúc mua lại. Thôi mình sẽ tiếp tục làm review về các đồ ở bên game này. Và review về DK. Cái DL thì chỉ có một set này thôi. Set này là ngon thôi, ngựa thôi. Thì anh em nhớ đăng ký kênh theo dõi mình để theo dõi những cái video mới hơn nha. Thôi mình dừng clip tại đây nha. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Bye bye.